Xin chào các bạn đã đến với thành phố Đà Nẵng xinh đẹp, nơi được mệnh danh là thành phố đáng sống tại Việt Nam. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân đến với thành phố biển này là một không khí cực kỳ mát mẻ, dễ chịu, thoáng đãng vì được bao quanh là biển và môi trường ở đây được giữ gìn vô cùng sạch sẽ. Có rất nhiều lý do khiến Đà Nẵng luôn được du khách yêu mến và quan tâm. Đó chính là nơi đây hàng năm luôn mọc lên những công trình mới mẻ và sáng tạo. Nơi đây cũng có những cây cầu nổi tiếng bắc qua sông Hàn, đặc biệt có cây cầu Vít Quay và cầu Rồng Phun Lửa. Tại Đà Nẵng, phát triển du lịch mua bán không bao giờ chặt chém. Nơi đây cũng có bãi biển Mỹ Khê, lọt top 6 những bãi biển đẹp và quyến rũ nhất hành tinh. Tại Đà Nẵng, con người hiền lành, thân thiện và hiếu khách. Nơi có rất nhiều những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất cả nước. Và thêm một điều nữa đó chính là ẩm thực của Đà Nẵng thì vô cùng phong phú và tuyệt vời. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một thiên đường ẩm thực tại Đà Nẵng mà khi đặt chân đến đây bạn sẽ chìm ngập trong vô vàn những món ăn Việt Nam tuyệt hảo khiến bạn có thể ăn hoài, ăn mãi. Nào, hãy cùng đi thôi! Welcome to Han In Cam Restaurant in Da Nang, Vietnam. We're located at 43 An Thong Street 5. We're open from 10 a.m. until 9 p.m. every day. As you can see, we're having a nice dish right here. Please come and join us for some beers and some great food. Authentic Vietnamese cuisine all the time. Please come see us. Thank you. Chúng ta đang có mặt tại nhà hàng Hạnh và Ken, có địa chỉ tại số 43 An Thượng 5, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Ở đây có rất nhiều loại đồ uống và món ăn đa dạng cho bạn lựa chọn và đặc biệt giá thành vô cùng hợp lý. Các loại đồ uống có thể kể đến như bia, trà, cà phê, các loại nước ngọt có ga, vân vân. Nếu bạn tìm một món ăn mà người Việt Nam nào cũng thích, khách quốc tế nào cũng một lần phải thử qua, đó chính là phở. Nguyên liệu ở đây được tuyển chọn rất kỹ lưỡng, chế biến vệ sinh và bắt mắt vô cùng. Nếu bạn là người ăn kiêng hoặc thích ăn rau, hãy order ngay một đĩa rau trộn tươi gió để thưởng thức ngay thôi. Hãy sẵn sàng nhé, bây giờ sẽ là những list đồ ăn gây thương nhớ này. Cánh gà chiên mắm, bánh xèo Sài Gòn, bún chả giò, tỏi cuốn, bánh khọt, chả giò, bún tôm trộn, mì xào gà, cơm cánh gà chiên mắm, tôm rang me, cơm chiên tỏi, cơm đùi gà chiên mắm, cơm sườn nướng, cơm thịt gà, mực xào su, các món rau xào, bánh mì ốp la, bún thịt nướng. Chắc chắn nhắc đến Đà Nẵng, không ai không biết đến món nem lụi chứ danh. Nem lụi Đà Nẵng được làm từ thịt heo xay, làm thành giò sống, có trộn thêm các loại gia vị như tỏi, hành tím, nước mắm, hạt tiêu rồi trộn lại. Nước chấm cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng không nhỏ đến hương vị của món nem lụi này. Nó được làm từ hỗn hợp nước chấm với bột năng hòa cùng với tương đậu nành giúp cho nước chấm lúc nào cũng sánh mịn. Nem lụi thì bạn phải ăn cùng với dưa leo, rau sống, bánh tráng và chuối thì mới cảm nhận được vị béo ngậy của nước chấm, thanh thanh của rau sống cùng với mùi thơm của thịt. Nếu như ăn vào mùa đông thì quá tuyệt vời. Món ăn tiếp theo đó chính là bò cuốn lá lốt. Bò lá lốt Đà Nẵng đặc biệt khác với miền Nam. Thịt bò thái lát mỏng, kẹp trong đũa cùng lá lốt. Thực khách có thể cảm nhận được hương vị bò thơm lừng, cuốn kèm bánh tráng và rau sống nữa là hết sảy. Các bạn có thể thấy là các món ăn ở đây là đặc sản từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam. Cho nên dù bạn ở bất cứ vùng miền nào khi đến Đà Nẵng, đến với nhà hàng Hạnh và Ken, các bạn sẽ không cần lo lắng về việc chúng ta phải đi đến nhiều nơi để thưởng thức từng loại đặc sản nữa. Vì ở đây đã có tất cả những thứ bạn cần rồi. Chúng tôi tin chắc rằng khi đến với Hạnh và Ken sẽ làm tan chảy những trái tim khó tính nhất với ẩm thực. Liên hệ cho chúng tôi nếu như bạn cần đặt trước 0342 308 554 hoặc các bạn hãy ghi nhớ địa chỉ tại số 43 An Thượng 5, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Hạnh và Ken luôn chào đón các bạn!